Tiêu Huân Nhi, nguyên danh là Cổ Huân Nhi, một trong số các nữ chính ở trong tiểu thuyết huyền huyễn Đấu Phá Thương Khung, trong Vũ Động Càn Khôn cùng với Đại Chúa Tể cũng xuất hiện qua. Huân Nhi là thiên kim tiểu thư cổ tộc, thiên tri kiều nữ, sở hữu huyết mạch thức tình hoàn mỹ nhất của cổ tộc trong gần ngàn năm qua, có được dị hỏa xếp hạng thứ tư, kim đế phần thiên viên, sau dành tặng cho Tiêu Viêm. Trong Đấu Phá Thương Khung, Huân Nhi được miêu tả lạnh lùng lại không mấy ôn nhu, thiện lương không mấy chấp nhất, yêu thả thiên trượng phù Tiêu Viêm, có thể vì hắn mà nỗ lực hết thảy. Thực lực của nàng vô cùng mạnh mẽ, thái độ đối đãi với người khác xa cách thanh lãnh, nhưng đối với Viêm Đế Tiêu Viêm ôn nhu quan tâm khéo hiểu lòng người. Sau Song Đế đại chiến, mấy chục năm sau, Huân Nhi tiến vào Đấu Đế, cùng Tiêu Viêm và Thái Lân tiến về Đại Thiên Thế Giới. Sau khi Tiêu Viêm thành lập Vô Tận Hỏa Vực tại trong Đại Thiên Thế Giới, Huân Nhi trở thành chủ mẫu của Vô Tận Hỏa Vực, cùng đám người Viêm Đế Thái Lân chống lại vực ngoại tà tộc, thủ hộ nhân tộc. Từ nhỏ, Huân Nhi lớn lên ở Tiêu gia, phụ thân muốn cho nàng một tuổi thơ ấm áp bình tĩnh, đồng thời điều động nàng đi tới Tiêu gia tra tìm nghĩ cách lấy được đá xá cổ đế ngọc. Huân Nhi có bối cảnh khổng lồ cùng thần bí xuất thân từ cổ tộc. Tại thời kỳ viễn cổ tộc cùng với gia tộc của Tiêu Viêm là Tiêu tộc, có liên hệ mật thiết, là thiên kim tiểu thư cổ tộc, thiên trì kiều nữ. Huân Nhi sở hữu huyết mạch thức tỉnh hoàn mỹ nhất của cổ tộc trong gần ngàn năm qua. Huân Nhi khí chất thanh lãnh lạnh nhạt, giống như một đóa hoa sen thể tục, eo thon như lá, tóc đen đường thắt bởi một đoạn băng gấm tím nhạt, thả xuôi xuống lưng, đường cong rũ xuống đến nơi hông mềm mại động lòng người, chỗ cổ tay trắng nón treo hai cá linh đang màu xanh nhỏ bé, giống như người trong bức họa bước ra. Mặc dù nhìn Huân Nhi ổn nhã hòa khí, nhưng bên trong vẻ mỉm cười thản nhiên kia lại ẩn chứa ra một chút lạnh lùng mờ nhạt, cùng với nàng chào hỏi dễ dàng muốn trò chuyện sâu rất khó. Chỉ có bên cạnh người trong lòng, Huân Nhi mới thể hiện ra được tư thái thân mật. Huân Nhi yêu thích yên tĩnh, không thích bị người lạ chú ý. Tính tình thanh nhã, rất khó chủ động yêu cầu người khác mua cho mình thứ gì, cũng giống như Tiêu Viêm vậy. Đương nhiên trên mặt Huân Nhi lúc nào cũng mỉm cười, nhưng bên trong lại hàm xúc mà thận trọng cùng lạnh lẽo. Có đôi khi, loài mặt lạnh kia được thể hiện ra để cho người khó mà tiếp cận. Mặc dù bề ngoài thanh nhã động lòng người, nhưng cùng với Tiêu Viêm ở chung thời gian lâu, Huân Nhi cũng học được cách mắng người so với người khác không hề kém. Huân Nhi rất chán ghét những người vũ nhục xem thường Tiêu Viêm. Khi mà bọn hắn làm vũ nhục Tiêu Viêm, Huân Nhi liền sinh ra sát ý. Khác với những người kia, Huân Nhi rất thích khoe khoang chỗ yếu tố của Tiêu Viêm. Khi mà người khác tán dương Tiêu Viêm, Huân Nhi cũng sẽ vui vẻ. Huân Nhi sở hữu kim đế phần thiên viêm, xếp thứ tư trong bảng dị hỏa, so ra kém Tịnh Liên yêu hỏa thần bí, nhưng ở thời viễn cổ cũng uy danh hiểm hách, mà loại dị hỏa này được cổ tộc truyền thừa xuống, chưa có người nào có thể hàng phục. Kim đế phần thiên viêm danh xưng đấu khí đều sẽ bị thiêu đốt. Trong truyền thuyết chủ nhân đời thứ nhất thi triển ra kim đế phần thiên viêm, trực tiếp đem không gian được sáng tạo bởi một vị đấu thánh đốt cháy thành một mảnh hư vô. Tiếp theo đó chính là Tịnh Liên yêu hỏa, xếp thứ ba trong bảng dị hỏa. Ở bên trong không gian yêu hỏa bị công pháp của Tiêu Viêm tác động, từ đó thu được một bộ phận bản nguyên cùng lực lượng năng lực của loại dị hỏa này. Tiêu Viêm, phu quân của Huân Nhi lúc còn nhỏ, và mỗi tối Tiêu Viêm thường lặng lẽ ôn dưỡng xương cốt cùng với kinh mạch giúp Huân Nhi liên tục 2 năm. Từ đó Tiêu Viêm triệt để bắt được trái tim của Huân Nhi. Đối với Huân Nhi mà nói, Tiêu Viêm là người nàng yêu nhất, không ai có thể thay thế. Mỹ Đô Toa, tỷ muội của Huân Nhi, thê tử của Tiêu Viêm, Huân Nhi một mực biết chuyện của nàng và Tiêu Viêm, nhưng nàng lại muốn để Tiêu Viêm chính miệng nói cho nàng. Mặc dù có ghen nhưng Huân Nhi không nhẫn tâm hận Tiêu Viêm. Cổ Nguyên, phụ thân của Huân Nhi, tộc trưởng cổ tộc. Cổ Nguyên vì để cho Huân Nhi trải qua tuổi thơ an tĩnh, đem Huân Nhi gửi nuôi tại Tiêu gia, không có ý định ngăn cản tình cảm giữa Huân Nhi cùng với Tiêu Viêm. Tiêu Lâm, con của Huân Nhi cùng với Tiêu Viêm, đệ đệ của Tiêu Tiêu. Tiêu Chiến, cha chồng của Huân Nhi, trước kia rất muốn Huân Nhi trở thành vợ của Tiêu Viêm, bởi vì hắn là phụ thân Tiêu Viêm. Lúc mà Tiêu Chiến bị bao vị trưởng lão Tiêu gia làm khó dễ thì Huân Nhi từng ra mặt trợ giúp. Dược Trần, lão sư của Tiêu Viêm, Huân Nhi đã sớm biết hắn tồn tại nên một mực cảnh giác hắn, lo lắng hắn gây bất lợi với Tiêu Viêm. Lăng Ảnh, hộ vệ của Huân Nhi, được Huân Nhi phái ra âm thầm bảo hộ Tiêu Viêm. Trước kia, Lăng Ảnh không coi trọng tình cảm của hai người có thể có kết quả, nhưng trải qua chuyện ở Vân Lam Sơn, Lăng Ảnh mặc dù vẫn là không coi trọng nhưng cũng không còn phản đối.